một ổ khóa tốt chọn vào, cái ổ khóa này xịn quá, không quan tâm ổ khóa, các trực tiếp các bác cửa chỗ này, mở cửa ra dễ dàng luôn, ổ khóa vẫn còn nguyên. Mọi người đổi qua dòng khóa chập xài cho nó an toàn. Dòng khóa chập này thiết kế của nó là dạng chập che khoang cửa lại. Hai tiếng bíp là chế độ bình thường, là chế độ hút, vô khóa vào cũng không ngang qua khóa lại là được. 3 giây sau có một tiếng bíp lên, chế độ báo động đã được kích hoạt rồi. Bây giờ chờ đụng vào ổ khóa hay làm rung lắc cái cánh cửa nó sẽ kêu. Đầu tiên là 5 tiếng cảnh báo. Chặt cái nữa nó hút. Nó ôm sát tứ phía như thế này rồi. Che càng khóa, che bách cửa, chống các cưa càng khóa, chống các cưa bách cửa cho mình. Chất liệu được làm bằng thép hung rỉ để được che ngoài trời, ngoài mưa, ngoài nắng, không sợ bị sát khóa hư khóa nha. Chìa đang xài là dạng chìa kiếm 18 lớp như thế này, chống đoạn chìa, chống chìa đang tốt cho mình nè.